Đọc bài cho cô. Unit 1. Home and places. Nhà và nơi, nơi ở, nơi trốn. Ok các bạn, có upstairs là tầng trên, downstairs là tầng dưới, ok chưa? Upstairs, downstairs, garage là cái gara để ô tô ấy, nhà để xe ấy. Bây giờ chúng ta có này, A, B, C, D, E, thấy chưa? Có A, B, C, D, E chưa? Bây giờ các bạn, bài số 1, các bạn nối căn phòng 1-5 với những bức tranh A, E. Ok, đọc cho cô, try bedroom, try bedroom. Try bedroom. Try bedroom là phòng gì? Try bedroom là phòng gì? Phòng trẻ em, phòng ngủ của trẻ em, của con á. Kitchen là phòng bếp. Bathroom là phòng tắm. Parents bedroom là phòng ngủ của bố mẹ. Living room phòng khách, các bạn điền vô cho cô. Điền vô. 1C. 2 gì? Kitchen là 2 gì? 2D. 2 gì? 2D, đúng rồi. 3 gì? 3B. 3 gì? B. 3B. 4 gì? A. 4A. A đâu? 4A, A có rồi mà. Ủa A chưa hả? Rồi 4A, 5 gì? 5E. 5E rồi, ok. Qua hình, qua trang bên các bạn đọc cho cô nè. Curtains. 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 Khi mà có chữ sờ phía sau tức là nhiều cái rèm cửa từ hai cái trở lên. À, mai được còn học phát âm S nữa, SES danh từ số nhiều nữa đấy. Pillows. 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 Bed. Bed. Toilet. Toilet. Bath. Bath. Wash basin. Wash basin. Desk. Desk. Wardrobe. 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 Single bed. Single bed. Single bed. Bedside cabinet. Bedside cabinet. Carpet. 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 Sink. Sink. Cupboard. 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 Cooker. Cooker. Fridge. 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 Table. Table. Chairs. Chairs. Sofa. Sofa. Coffee table. Coffee table. Armchair. 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 Lamp. Lamp. Painting. Painting. Fireplace. Fireplace. Ok, dịch này. Cushion là cái gì? Không nhìn nó bảng nữa vì mình đã học thuộc rồi. Cushion là cái rèm cửa. Ừ, chờ cô xíu. Pillow là cái gì? Pillow là cái gì? Cái gối. Bed là cái gì? Bed là cái giường. Toilet. Bồn cầu. Bath. Bồn tắm. Wash basin. Bồn rửa tay trong nhà tắm. Desk. Bàn học. Wardrobe. Wardrobe. Tủ quần áo. Single bed. Giường đơn. Bedside cabinet. Tủ đầu giường đấy. Cái tủ nhỏ nhỏ đầu giường ấy. Carpet. Carpet. Tấm thảm. Sink. Sink. Chậu rửa bát. Cupboard. Cupboard. Tủ bát, tủ chén. Cooker. Cooker. Bếp. Fridge. Fridge. Tủ lạnh. Table. Table. Bàn. Chairs. Chairs. Sofa. Sofa. Tiếp theo. Coffee table. Coffee table. Ok. Armchair. Armchair. Lamp. Lamp. Cái đèn. Painting. Painting. Fireplace. Rồi, ok các bạn. Các bạn nhìn số 1 trên hình chưa? Thấy số 1 bên hình chưa? Số 1 ở đâu? Nhìn thấy chưa? Thấy số 1 chưa? Curtain chưa? Thấy số 1 chưa? Thấy số 2 pillow chưa? Số 3 là cái bed chưa? Số 4 là toilet chưa? Thấy cái bồn cầu chưa? Số 5 bath, thấy bồn tắm chưa? Số 6 là cái wash basin. Số 7 là cái desk kìa. Nhìn bên hình và chúng ta nhìn vào. Ok, tất cả những cái furniture và cái appliance trong nhà của mình đấy. Ok chưa? Rồi các bạn làm cho cô cái bài số 3. Làm bài số 3 vào trong sách nhá. Chúng ta hoàn thành cái bảng dưới đây với những con số ở bên bài trên bài số 2 á. Bây giờ các bạn ghi cho cô furniture là đồ đạc, ví dụ số 3 nó xếp vào cái đồ đạc. Số 3 là cái giường, giường là đồ đạc. Ok. Rồi, appliances là thiết bị. Số 14 là cái gì? Số 14 là cái bếp nấu ăn, cái bếp nó là thiết bị. Người ta viết số 14 vào thấy chưa? Và cái khác, số 1 là cái rèm, là cái khác, nó không thuộc đồ đạc, nó không thuộc thiết bị thì chúng ta bỏ vào cái nhóm cái khác. Viết vào. Rồi bây giờ đáp án. Đồ đạc chúng ta có số 3, đầu tiên, số 7. Số 3, số 7. Bài tập con. Số 3, số 7. 8, 9. 3 này, 7, 8, 9 này. Là đồ đạc, 7, 8, 9. Viết thẳng vào sách luôn. 3, 7, 8, 9. 3, 7, 8, 9. 10, 13, 16.
10, 13, 16 lát không kịp đừng có kêu. 10, 13, 16. 17, 18, 19, 20. 17, 18, 19, 20. Ok, đó là thiết bị. À quên, đó là đồ đạc. 7, 8, 9, 10, 13, 16. 17, 18, 19, 20. Ok, đồ đạc thường là những cái bàn, cái ghế đấy các bạn. Giường ấy, tủ ấy. 3, 7, 9. 3, 7, 9. 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Được chưa? Tiếp tục này, mình sang thiết bị này. Những cái nào là thiết bị, thử nghĩ coi nào. 21. Mình theo thứ tự cho nó dễ. À, rồi. Thiết bị chúng ta có 14, 15, 21. Có 3 cái, 14, 15, 21. 14, 15 là cái gì? 15 là cái gì vậy? Tủ lạnh. Và 21, đó là cái đèn. Ok. Hả? À, ăn trưa ở trường. Bữa trưa ở trường. Rồi những cái khác các bạn ơi, còn lại là những cái khác. 1 2 4 5 6. 1 2 4 5 6. 1 2 4 5 6. 1 2 4 5 6 chờ cô đã. 1 2 4 5 6. 11 12. 11 12. 22 23. Nhớ chưa? 11 12. 22 23. Những cái này gọi là cái khác. Ok chưa? Bây giờ các bạn số 7 số 4 các bạn đọc cái mẫu câu này các bạn xem nó hỏi cái gì cho cô. Where the single bed có nghĩa là gì? Where the single bed có nghĩa là cái gì? Cái giường đơn ở đâu? Đúng rồi, cái giường đơn ở đâu? Nó trả lời is in the child bedroom. Nó ở đâu? Is in the child bedroom. Nó ở trong phòng ngủ của trẻ em. Vậy các bạn trả lời cho cô. Where the cupboard. Trả lời where the cupboard. Thôi, where the coffee table. Trả lời where the coffee table. Bốn đứa trả lời coi. Where the coffee table có nghĩa là gì? Cái bàn cà phê ở đâu? Trả lời sao? It gì? It in the gì? Đúng rồi. Where the wash basin. Where the bath. Where the wash basin. Where the wash basin? Where the wash basin? Cái wash basin ở đâu? Cái wash basin ở đâu? Ok. Cái wash basin ở đâu? Bathroom. It's in the bathroom. Rồi hai thằng con trai hỏi hai đứa gái một cái câu cái lò sưởi ở đâu đi? Rồi hai đứa nghe trả lời. Hỏi nhanh lò sưởi ở đâu? Này người đẹp. Này hai người đẹp, lò sưởi ở đâu? Hey girl. Oh my shit. Oh my lip. Nhanh lên mất thời gian quá. Hỏi lò sưởi đâu cũng biết đặt tiếng Anh à? Để đi tập ngay sao? Ô! Lò sưởi là fireplace mà không thuộc nữa. Học mới chạy hành. Nhanh lên, mất thời gian. Bạn này mới học ra sau này bỏ nắng nhiều hơn không? Bỏ nắng nhiều hơn con. Xong chưa? Where the fireplace? Nó ở trong phòng khách hả? It's in the living room. Xong. Đọc lại bài, thuộc bài cho về nha. Cái gì đấy? Làm cô hết hồn. Nó không cắn đâu.